Úi trời ơi, sẽ ba đây thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với gì đây những con mobile thì trước video gì quả nhân là cho mình một like, một share và đăng ký nha. Thì nói chung là nếu các bạn không biết thì trong quá trình leo danh, một nhân vật không thể thiếu đó chính là một rừng thôi tham lam quá nè mà đây một thanh niên nghe lời mình. Úi trời ơi, thì trong quá trình leo danh thì team anh em chắc chắn là có rất nhiều nhân tố, nhưng mà không thể thiếu một nhân tố khá là quan trọng, đó chính là đỡ đòn, là một thằng hỗ trợ chân chính. Thì hôm nay mình sẽ chơi anh mèo thần tài em nhớ Garena phát skin miễn phí toàn dân, nhưng mà tạm thời thôi, chưa phải vĩnh viễn. Ok, thì có mấy cái con này thì tuổi gì? Có hiu đu cả à, thì cũng thương mình phía đây. Cũng bắt đầu chơi thì kiểu mình thông thạo bậc úi trời, tin mình thông thạo bậc A bậc B nhá. Mình cứ thông thạo A với cả cộng, thông thạo bậc S. Không phải sợ anh em ạ, lúc ấy mình xem nhá. Lúc ấy mình chơi rồi, gặp một thằng mình quên tên rồi anh em ạ. Alan, đúng rồi, một thằng Alan. Alan thông thạo bậc S đối với một thằng Alan thông thạo bậc bậc D. Đấy, nó ra cho à, Alan thông thạo bậc S thì hẹo luôn đại trôn em ạ. Cái này thì không biết được. Thì mình sẽ đi trở thành một thằng support chân chính nha mà. Anh em không cần xem anh em không cần xem đồ của mình đâu nhá. Mình là một thằng support chân chính nên mình sẽ đi đường mid, bởi vì có thằng follow ở đây. Bởi vì có follow ở đây nên mình sẽ đi đường mid anh em ạ. À không, follow đi rừng, quên. Ngộ không cũng đi rừng, follow cũng đi rừng, còn Natalia ở đây. Ok, vì Natalia cũng là một con sát thương rất là cao nên là mình sẽ đi theo để cho kéo về cho nó bắn anh em ạ. Chết trả lỡ tay. Lỡ tay con này. Ai lỡ chết biến về. Ấy trời ơi. Hai lên đập bắt. Úi trời. Đây mà không kịp anh em ạ, mình chưa lên được level. Ê chị ơi, có con gấu đấy anh em này. Úi trời ơi, thôi xong. Natalia chết dở rồi, mình sẽ cứu Nata. Nhân, quánh chết cũ đi. Ua, hay lắm. Ngọ hay lắm. Qua đây. Mày qua đây. Úi trời. Từ từ anh em ạ. Lại tí. Ok, là một thằng support của team mình không nên KS. Mình định kéo nó về thôi anh em ạ, chứ mục đích lần đây của mình không phải là KS đâu. Lần đấy mình định kéo nó về thôi. Thôi về hồi máu anh em ạ. Tachi này, Tachi mà không có mình không biết là có chạy được cỡ nào. Này, vô đây là follow tí lỗi. Ôi giời, follow để Tachi nó quánh được à. Ui, chúng Tachi rồi. Oh no, chúng Tachi rồi. Đồng đội phía cho Tachi rồi. Không phải, Tachi lần này đánh hay đấy. Ấy gặp phải Tachi có võ anh em ạ. Hãy xem chung kéo đây, follow đi ganh. Và đây là ganh, ganh nhờn để chạy đâu cho phải nắng. Mày nhờn Natalia bắn chi kia. Ê xoay 8 7 6 5 4 3 2. Quả đấy Natalia bắn chúng thì có phải là ngon hơn không em nhỉ? Đấy, đẹp như heo. Zuka đây. Zuka ở đây, ra đây hội mình ngay, mình mà có level 4 phát là mình ra Zuka như ra tỏi ngay. Ok, chịu sao? À, ta chị, thằng, nó đâu về anh em? Ui rồi, xịn ti kìa, nó làm cái trò quá gì tự dưng biến mất kìa anh em. À, nhơn. Đánh chết đi, quạ, chủ đánh chết đi, quạ, nhờn. Và đây là follow đi đâu. Úi trời ơi, thấy chứ. Đây mới là dấu hiệu của một thằng support đích thực anh em ạ. Ờ kìa, để thằng support đích thực này làm một cơ hội pha highlight quá nhỉ. Và đây là highlight. Và đây là highlight của một thằng support đích thực. Hay. Để anh kéo thằng kia lại cho. Úi trời, đấy. Thế có phải nhanh hơn không? Mình không có ý định gì đâu anh em ạ. Ok, vào đây cà khịa đi. Lui đi, ta chỉ biết múa nhá, đừng có mà láo nháo là cháu ăn xe ngay. Ui, ta chỉ chạy nhầm ạ. Ok, kệ được rồi đi. Và đây là Florentino. Và đây là follow Antino. Một tình huống mà có lẽ follow đã là quá nhiều điều. Úi trời, anh em thấy hợp lý chưa? Và đây là follow Antino. Úi trời, là một thằng support chân chính.
nhiều. Này này Zuka vào đây. Hello Zuka. Ai à có sự. Ở từ từ là vì sao này. Hello. A đu chết chết chết. Đường này có thằng nào nó đẩy nè. Thôi kệ đi. Nào anh em chuẩn đi. Và đây là Crack. Crack Minh Béo. Wow, quá ghê gớm vui. Florentino liệu quan được hay không đây. Florentino tìm mình non quá anh em ạ. Đây là chưa có người yêu rồi. Mau chóng đi kiếm một em nào xinh xinh yêu đi, chứ còn tầm này không có người yêu thì cút. À, thằng này láo vậy. Mẹ, vẫn còn lính kìa. Ôi, Florentino mình kém quá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đấy, không có người yêu mà đòi nước floor thì thôi, thôi hứa tiền nhà mạng mình có chất mạng nào đâu. Mình sẽ trở thành SS support anh em ạ. Ừ, phải chất. À, thằng kia một thế thắng ná bà lý hà của team anh à. Tới số rồi. Hãy xem thể hiện trình độ của mốc chân chính đây. SP chân chính đây, support chân chính đây. À, thằng kia mày định chạy đâu, mày định chạy đâu. Mày định chạy đâu. Gali, Gali. Ok ok, vào đây Tachi, vào đây Tachi ơi. À, 2, 1, 0. Ok, là một thằng support chân chính. Bao nhiêu năm kinh nghiệm làm support thì đây. Mình con này là mình thông thạo nhất anh em ạ. À, xem trình độ gấp support à. Này gấp gấp xí lại. À gấp gấp xí lại. Gì đây? Gali. Rồi em đi chưa? Xịt tuyệt quá được nè, chuẩn bị làm một pha nữa này. Lại lại này nha, phải tin tưởng ở mình, phải tin tưởng ở mình. Ây xịt rồi. Thằng này làm sao hả, làm sao. Trời ơi, qua đây, qua đây. Đâu Zuka, đâu rồi, Zuka chạy cũng rồi. Ôi Zuka kìa, cái Zuka cũng đánh rồi em ạ. Nó đang dụng dụng mình ra kia thôi. Để anh phá trụ cho, cú đẹp. Cú đẹp, để anh phá trụ, rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, hay lắm. Trời ơi, là một thằng support tích thực thế nhá. Phải lên full phép cho mình nhá. Full phép để làm gì thì tí nữa full được tính. Ui, tụi em cứt rồi. Thôi sao, thôi sao mà. Ngu rốt, ờ mình có cái này quên. À, vì mình là nhân tố support nên là với khả năng support thông thạo bậc B thì mình tự tin rằng không có vị tướng yếu, chỉ có vị tướng chưa gặp được support Grand, bởi vì Grand nó gấp rất là khó chịu. Và đây là chân chính. Ui giời ơi, mở gan ra không có cửa. Ok ok, nào qua đây gặp thằng kia nào. Tachi đâu ra đây không về. Yeah, qua đây giúp tao nhé. Ồ, nó cũng có ở đây em ạ. À, là một thằng support tích cực với Grand thông thạo bậc B thì mình khuyên anh em đó chính là nên lên con này full phép cho mình, bởi vì lên full phép nó rất là khỏe, cấu máu của kẻ địch hoặc là ấy nằm ạ. Còn là nếu như anh em muốn dùng con này thì anh em có thể KS cái gì nhỉ, KS mùa này chẳng hạn. Ừ, mỗi tổ tim địch ít dừng quá. Ok, tim địch ít dừng quá đây này, chuẩn bị đây. Florentino bây giờ khỉ đâu tiếp theo à. Ok ơi, qua giúp mấy cái. Ai à, Tachi cái xanh lắm anh em ạ. Đây là Florentino với cả khí fit thiết kêu cho phòng trò với anh em ạ. Khó chịu lắm. À, qua đây giúp bác anh em ạ. Hãy xem Minh Béo đây. Nhân trời ơi, sợ chưa, đã sợ chưa. Ok, qua đây gắp vào Tachi cái. Tachi đâu. Ok, gắp Tachi lại anh em ạ. Thôi đừng chạy baby ơi. Chúng ta xem ai bên nhau mà baby ơi. Chạy đâu. Ok, qua đây. Đỗ quà được. A đù bên kia nhau rầm rộ quá. Để mình tiệc vui mà không có mình thì thôi đi. Tiệc vui là phải có mặt của mình anh em ạ. Ok, let's go. Ok á. Đuổi nó hợp lý. Đây quá. Ok, chuẩn bị là một pha support đấy em, chuẩn bị nhá. Ok, đúng cái nó bật chụp quá đây. Ok, cứ từ từ đấy. Đấy, nhân. Ura. Gali. Ok. Nhân, nhanh đuổi theo Florentino, đuổi theo đi Florentino. Việc gì đã có Grand ở đây thì không cha con thằng nào có thể động đuổi cộng lông đánh của bài được. Anh ghét máng sương sương được 3 kinh rồi chứ không có gì mà phải sợ đâu. Không sợ anh KS đâu. Nói chung thì con này đam to máu trâu, miễn sao quả lên phép thì đam phép to quá. Ok, 500 anh em đâu, cứu, có đang hấp chiếm em lại. Oh.
vàng với hồi sinh đi, kệ nó. Ok ok Hildu, SP tiền địch chắc là không làm được cái gì nhiều vì mình đã làm quá nhiều điều rồi. Úi giời, trận này làm SP rực rỡ nhỉ, làm squad rực rỡ nhỉ anh em nhỉ. Ừ. Được đấy, kể ra mình sẽ trở thành SS squad anh em nhỉ. Đâu Vanheo, Natalia đi theo. Thôi follow me. Ok ok, mình không thích nói tiếng Anh bởi vì nói tiếng Anh nhiều là người ta sẽ không hiểu đâu. Ok, ta chị, ta xuống không được. À, không kêu kìa, oh no, mình không thể đánh, đấy, không thể đánh anh của anh được. Oh no, anh em ạ. Nhân, à đủ, giáp nhiều vậy anh em. Giáp nhiều vậy. Đây, thôi giáp chị tới anh em ạ. Ta chị, ui, ta chị máu, kìa, nó táo giáp kìa. Nhân. Từ từ anh này. Từ anh ơi, không có thằng Vanheo ở đây thì mình không sợ. Nhưng mà tại vì có thằng Vanheo nên là mình không dám ở lại solo đấy. Quả đấy nó cho dù nó có cái liều mình vẫn ôi trời ơi. Chết bởi linh quá. Gây Ta chi. Chết lính. Chết bởi lính. Bởi lính kìa anh em ơi. Chết bởi lính kìa. Tachi chết bởi lính kìa. Úi dồi ôi. Không hổ danh là lính của anh. Đúng là lính của anh em ạ. Đấy Tachi chết bởi lính em ạ. Để con cầm súng kia nó bắn cho mình một phát. Quá là đơn giản anh em ạ. Là một thằng super tích cực. Mình tin là trận này mình MVP. À không, Natalia MVP. Nhưng ít nhất thì mình cũng được SS support anh em ạ. Ok, đi theo anh nào, follow me. Từ mình sẽ nước bụi có thể hiện chứ. Nó kéo, à đúng, đúng đấy. Chỉ đòi anh em ạ. Cuộc đời cho ta 15 mà không muộn đúng không? 15 trả thù chưa muộn. Thì cứ từ từ anh em ạ, mình sẽ móc phát. Con kia này, mình sẽ móc con Tachi lại đây này. Nhưng mà con gà Natalia là phải đánh trúng. Đánh xịt là ăn xịt ngay. Đấy, mình biết ngay mà. Đây, mình sẽ cứu con kia. No, mày không được đánh nam chính của team. Là kéo kìa. Không được đánh nam chính của team. Vậy chiêu xịt kìa. Lêu cay. Nó né kìa. Mà chiêu con kia nó có cái chiêu né anh em ạ. Chiêu né này là khó chịu chết. Không sao, là một thằng support thì đầu tiên chúng ta sẽ qua hấp riêng thằng Vanheo đã. Bởi vì hiện tại công phép mình hơi nhiều lắm ạ. Này, tầm này thì mình không sợ thằng Vanheo nữa. Máu căn bản thì máu mình trâu rồi. Thì sợ. Ok. Vanheo, tấn công Vanheo. Úi dồi ôi luôn. Mình sẽ đi tiêu diệt Vanheo anh em ạ. Chu ca mình cũng cho ăn vả ngay. Ta chi ạ. À đúng rồi, xong xỉ công ty. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Từ từ. Mình sẽ móc một thứ gì đó về. Chẳng hạn như con này. Máy nghe tung rồi. Ok. Anh em hội đồng đánh con thằng Tachi đi. Nhìn này. Anh em nhìn mình này. Thấy chưa. Này thì Gildu này. Mình phải xứng đáng với danh hiệu SS support anh em nhá. Rồi. Với danh hiệu là một thằng support anh em ạ. Là một thằng support thông tạo bậc B. Cái gì đó, B thôi mà. Với danh hiệu một thằng thông tạo support bậc B thì mình khuyên anh em nên lên con này full phép. Bởi vì đam full phép nó rất là to. Ok, thằng Vanheo thế bật rồi. Thế rồi anh em, Vanheo thế rồi. Mình sẽ móc thằng Vanheo ra đây cho nó sợ. Đây. Bèo, hy sinh cuối cùng. Bèo, anh hy sinh cho chú ở đây. Không chạy nó thì thôi đấy. Hy sinh cho đấy nhá, không chạy nó thì thôi. Vứt anh em ạ. Rồi xong, không chạy nó thì Oh my god. Dung ca kìa. Vanheo, Natalia là xanh nhất team. Bởi vì là mình được C3 hỗ trợ quá ghê gớm. Kể ra thì mình ăn kill cũng vừa không quá nhiều đúng không? 5 kill chứ mấy, hơn follower đi rừng với cả
quần ngộ không thì ẩn thân chi thuật gõ bong 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 nằm hết. Ok, một kẻ đọc ngộ không mình chắc chắn luôn là nhường câu ai. Ồ nôn không bé ơi. Ok, qua đây sang đây. Vâng, và đây là ngộ không. Ngộ không mười con gấu, con gấu chạy nhưng mà không bị quá. Quá gây gớm. Ui, ngộ không thì bắt nhau hảo, bắt nhau đánh đồ ra ba. Mình sẽ lên đây để nhấm cái danh hiệu ấy em ạ. Ok, nhường cái rè. Mình sẽ qua đây để lấy cái danh hiệu phát em ạ. Đây, đây, đây. Ok, cứ tưởng là cái danh hiệu. 4, 3, 2, 1, đâu mãi không được đánh FP của anh. Không được đánh FP của anh. Hiểu chưa hả? Hiểu chưa? Ấy, nó phải ra gì mà này nọ chứ. Cái tội đánh nhà lộn không phải FP nữa mà. À, mình thêm cái này để có thể gây choáng hơn tao đã nói chuyện. Ok, ok. À, và đây là Polodilo. Một tình huống mà thôi lo chết rồi. Mình đang cần chồng. Ok á, sao mình chết được em? Tôi tưởng ban đầu bộc phá đúng không? Đâu? Anh em có thể giải thích lý do tại sao mà mình chết được không nhỉ? Ảo ban heo rồi, ban heo nó bị ảo anh em ạ. Ừ, có sợ quả đấy là ảo mà là sao ta chê nhỉ? Ô, con đồng sắp hẹo rồi. Thôi thắng rồi em ạ, thắng rồi, thua chết quá đều được. Bơi một thằng sụt quạt mà chết 5 lần, không nhiều lắm. Thế đấy, dung 1 F á, thằng là tên dung 1 F nhỉ? Ai cơ, mình là dung 1 F3 mà. Ừ, xài. Vậy, 6, ui, có mỗi tin này ta chi đánh giỏi. À, cũng không giỏi lắm nhưng mà chết cả chục lần. Ôi, you do đi tí kìa. Ô, không mấy ơi. Không mấy ơi. Lên danh của anh cả đấy. Ôi, follow không nói kìa anh em ạ. Và đây là Zuka. Zuka ý, mạnh ghiếp biểu. Hiệp một đứa con gái thực ra thì đây cũng là bình thường thôi anh em ạ. Bởi vì là Natalia thì mình sành quá rồi. Đã đến lượt anh, đã đến lượt. À, không phải là thánh vết máng anh em nhá. Thánh xúc bỏ tay, thôi xịt cũ rồi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, let's go, let it go, let it go. Nào, thánh support đây. Anh xem thánh support đây. À, mày thích dẫm dù cả. Quá, nó còn né kìa. Con này nhấp xí này. 3, 2, 1, ok, ok. Chuẩn bị nha. Heo, ui là xin là thôi. Vào, hút. Chà. Mù ra. Vậy. Ok, không thể để cho nó lật kèo được em ạ. Úi giời, thần thánh luôn. Nào, van heo đâu. Van xin đi, van xin để nhận sự khoan hồng. Ok. Thôi mình vào đỡ đòn luôn anh em ạ. Đấy, anh vào đỡ luôn nhá. Nhân. Ok, đấy, thắng rồi anh em chưa. Mình đã báo bao nhiêu lần rồi là thắng chắc rồi anh em ạ. Thực ra của đấy mình hy sinh để tìm thắng nó nhanh. Đấy. Thế mà mình tiêu diệt đồ kêu đu anh em ạ. Mình nghĩ là kêu đu tim địch cũng lên phương phép. Mình nghĩ là vậy. Xem thế nào. Đúng không, mình chắc chắn vậy. Bởi vì nếu như mà kêu đu mà không lên phương phép thì thì cũng mạnh. Cũng mạnh máu trâu đấy, cũng chế cả địch đấy. Mặc dù không được SS đấy, chắc chắn này được SS pháp sư Natalia vì được mình hỗ trợ quá nhiều. Đây Natalia đây, 17 kêu hỗ trợ 11 lần. Thì đánh chung nữa. Có chứ. Ok, anh thấy mình. Ok, xem nào, xem nhiên kêu đu lên cái cóc hô gì nào. Nhưng mà thôi, chắc clip được mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu bạn xem hay, bạn nhớ là chung một like, một share một ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.